Rồi, ok, mình sẽ chào các bạn nha. Thì rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu các bạn một cái mẫu sản phẩm đồ chơi mới nha các bạn. Và đây là cái mẫu máy bắn nước tự động nha các bạn. Đồ chơi máy bắn nước tự động. Và cái mẫu này có sử dụng pin luôn nha các bạn. Nó có sử dụng pin luôn nha. Đây các bạn nhìn đây. Cái mẫu này thì theo mình thấy thì kích thước nó khá là to nha các bạn. Kích thước nó khá là to. Đấy, các bạn thấy không? Có pin luôn nha các bạn. Có pin luôn nha, máy bắn nước tự động có pin. Đấy, và phù hợp với các bé từ 36 tháng trở lên, có nghĩa là các bé từ 3 tuổi trở lên nha các bạn. Đấy, còn thấy không, đây là các tính năng của nó này, còn thấy không. Đấy, tính năng của nó khá là nhiều nha các bạn. Đấy, nhìn chung mà cũng tiếng Anh không mà mình không rõ lắm, cho nên là mình sẽ hướng dẫn gì mình biết thôi nha các bạn. Thấy tiếng Anh khá là nhiều. Đấy, ở trong đây á, thì sản phẩm này của mình á, thì nó sẽ có 4 loại nước để mình lựa chọn nha các bạn. Đấy, giống như là nó mô phỏng, giống như là hiện tại nó đang bán 4 loại nước vậy đó. Đây có là nước apple juice nè, nước ép táo này, orange juice, nước ép cam, carrot juice là cà rốt, nước ép cà rốt nha các bạn. Cuối cùng là nước ép chanh nha các bạn. Đấy, còn ở đây là cái khe dùng để các bạn bỏ những cái đồng xu này nè, đồng tiền mô phỏng giống như là tiền thật, các bạn bỏ cái này vào nha. Đấy, còn đây là những cái đèn. Đây, sản phẩm này nó có pin cho nên nó có số đèn và có tiếng luôn nha các bạn. Khi các bạn bỏ thẻ vào, các bạn bấm mua nước được thì nó sẽ thông báo là cảm ơn bạn, hoặc là bạn vui lòng thử lại đó. Ví dụ như trường hợp mình mua nước không được nha các bạn. Đấy, đây là cái ngăn được để chúng ta lấy nước ra nha, mở lên và khi chúng ta bỏ tiền bấm nút này tương ứng từng loại nước nó sẽ rớt xuống và lấy ra. Còn đây là hình dạng cái lon nước cho các bạn. Đấy, mỗi mà ở nhà sản xuất cung cấp thay cho chúng ta thì mỗi một loại nước ép sẽ có 3 lon nha các bạn. Đây, 3 tổng cộng là 12 lon nha các bạn. Đồng tiền cũng vậy luôn nha các bạn. Đồng tiền đây nha. Đồng tiền đây là tương ứng với lại là có 12 đồng tiền nha các bạn. Đấy. Sản phẩm này thì sử dụng pin con ó nha các bạn. Pin 1.5V 2A nha các bạn, và sử dụng 2 pin nha. Nè. Sử dụng 2 pin 1.5V 2A nha các bạn. Đấy. Pin con ó thôi các bạn. Pin này thì các bạn cứ ra ngoài kiếm là có nha. Nó dễ mua luôn, dễ mua cực kỳ. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ mở ra và gắn pin vào thử cho các bạn cùng xem nha. Ok. Mở ra. Mở ra nha các bạn. Đấy. Ok. Đây là bên trong hộp đó nha các bạn. Đây, còn thấy không? Đó, nhìn thiết kế khá bắt mắt mà mình thấy kích thước nó khá là bự nha các bạn. Mẫu này khá là bự và khá là nặng nha. Mình cầm thấy cảm giác nó rất là nặng tay nha các bạn, không có nhẹ nha. Đấy, cảm giác cầm rất là đầm tay nha. Đấy, ok, tháo ra thử coi có gì nha các bạn. Đấy, mở ra. Ok. Đấy, các bạn thấy không? Bài tí nhìn cũng rất là gọn gàng nha các bạn. Đấy, rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra trước nha các bạn. Đây. Đây, cái máy nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Cái máy này nhìn cầm mình cầm thấy khá là nặng nha các bạn. Mà ở đây nè, có phần gắn pin ở phía sau. Ở đây là cái phần phát ra âm thanh đi, giọng nói của cái máy phát ra nha các bạn. Đấy, còn ở đây là khe dùng để khi mà đồng xu nó trong các bạn mua nước nhiều quá, đồng xu nó để đầy các bạn lấy ra nha các bạn. Đấy, còn đây là cái khe dùng để lấy nước nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Lấy nước. Đấy. Đó, khá là đẹp luôn nha. Rồi, tiếp theo để cho mình coi có gì không các bạn. Đây, đây là mấy cái lon nước nha các bạn. Này, cứ mỗi một mẫu nước ép nó sẽ có 3 lon nước nha các bạn. Đấy, đây mình chắc ra cho các bạn xem thử nha. Đây, đó là nước ép chanh này kìa. Cái này là nước ép cà rốt nha các bạn. Đấy, cái đó sẽ có 3 lon. Nhà sản xuất của mình cho mình 3 lon nha các bạn. Đấy, tiếp theo là nước ép cam nha các bạn. Đấy, nó rớt rồi mình để xuống luôn nha các bạn. Rồi, ok. Tiếp theo là nước ép táo nha các bạn. Đây là nước ép táo nha. Là lát nữa khi mình bỏ nước vào máy, mình bỏ theo đúng thứ tự nha các bạn. Mình bỏ theo đúng thứ tự nha. Tại vì máy thì nó có 4 cái thứ tự. Này, các bạn thấy không? Nhìn kỹ này. Nó đầu tiên là nước ép táo nha. Thứ tiếp theo là nước ép cam. Thứ ba là nước ép cà rốt. Rồi thứ tư là nước ép chanh nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ bỏ theo đúng thứ tự nha. Mô phỏng giống như là mình khi mình nhấn loại nước nào thì sẽ ra đúng loại nước đó nha các bạn. Đấy. Rồi, tiếp theo đây là có cái gì đây? Đây là có cái gì? Mình cái đồng xu nha các bạn. Đây. Đây là đồng xu nhà sản xuất cho theo chúng ta. Tổng cộng là nhà sản xuất cho theo chúng ta là 12 đồng như thế này nha các bạn. Đấy, đây 3 đồng này.
Để 6 đồng. Đấy, tiếp theo đây là 9 đồng. Đấy, cuối cùng 4 đồng nữa là 12 đồng nha các bạn. Đấy. Này, vô cộng 12 đồng nha các bạn. Đây đã có nhiều tiền luôn. Các bạn thấy đồng xu này giống như là nhà sản xuất mô phỏng cho mình để mà giống như mình cầm để tiền xu để mình đi mua thật vậy nha các bạn. Rồi. Giờ mình hay có gì đây. À, cái miếng này á, cái miếng này là bạn là sản xuất cho theo giống người ta tí bản hiệu giống như bản hiệu cho cái nước ép chúng ta nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Có bản hiệu nhìn nó sẽ lịch sự hơn và đẹp hơn, rất mắc hơn rất nhiều nha các bạn. Đấy. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ gắn pin vào và test thử tính năng cho bạn cùng xem nha. Đây. Đấy, pin nó nằm đây. Nhờ tháo pin ra. Tháo nắp ra, gắn pin vào. Đi, rồi ok. Hai pin nha các bạn, sử dụng hai pin nha. À, sản phẩm này nó do nó sử dụng chỉ có là phần sử dụng năng lượng pin này nè, là cho tiếng nhạc với đèn thôi, cho nên là nó cũng không có hao pin lắm nha các bạn. Đấy, chơi cũng không hao pin đâu các bạn yên tâm. Đấy. Ok. Cộng quá. Các bạn thông cảm nha. Ok, làm nhận ra. Rồi. Ok. À, mình tiếp tục mình đầu tiếp theo mình sẽ bỏ nước vào nha các bạn. Bỏ nước vào cái ngăn tinh đây nha các bạn. Đây, các bạn có cái đẩy này, kéo ra, kéo lên nha các bạn. Đấy. Các bạn thấy không? Ở trong đây nó sẽ có 4 ngăn này, 4 ngăn. Tương ứng với 4 loại nước nha các bạn, 4 ngăn nha. Tương ứng với 4 loại nước này. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đúng thứ tự nha. Đầu tiên là nước ép chanh. Các bạn bỏ vô ngăn chanh nha. Đấy, cứ bỏ vô chồng vô. Tiếp theo là nước ép cà rốt nha các bạn. Đây, cà rốt. Bỏ vô theo đúng thứ tự nha các bạn. Ngăn thứ hai này cà rốt để tránh khi bé chơi thì tránh bán lộn nước nha các bạn. Mua nước ép chanh mà ra nước ép cà rốt là chết luôn á. Rồi tiếp theo là nước ép cam nha các bạn. Đấy, bỏ vô ba lần nước ép cam. Rồi cuối cùng là nước ép táo nha các bạn. Đấy, bỏ vô. Rồi xong rồi các bạn lắp nó lại gài lại nha các bạn. Rồi các bạn thấy chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ gắn cái bảng hiệu lên. Đấy, nhìn cho lịch sử liền đó. Lịch sử liền, các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ mình mua bằng cách nào? Đây, bây giờ mình sẽ sử dụng những cái đồng xu mà nhà sản xuất cho chúng ta nha. Đấy, những đồng xu đây. Rất là nhiều luôn nha các bạn, rất là nhiều luôn nha. Mình chỉ xài cầm thử phần vài đồng để mình thử cho các bạn xem thôi nha. Rất là nhiều luôn. Đấy, rồi, ok. Bây giờ mình thử bỏ một vòng nha các bạn. Đây, đầu tiên là các bạn bỏ vô. Ở khe này, nha, bạn ấn mạnh vô nha. Đấy, ăn mạnh cái này có hưởng chỉ có hướng dẫn bỏ đồng xu vào nha các bạn. Đấy, ăn mạnh vào. Đấy. Đó, ok. Rồi ok. Bây giờ giả sử mình muốn mua nước ép chanh đi. Bây giờ mình ăn nước chanh nha các bạn. Đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, nó sẽ động nó sẽ ra nước hết chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, nó ngoài ra nó có nói tiếng gì nữa đó. Mình không rành tiếng Anh lắm nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Tiếp theo, mình muốn uống nước ép cam. Đây, ok, bây giờ mình sẽ qua ép cam nha. Bây giờ mình tiếp tục bảo động mới mua được nha các bạn. Đấy, giờ này ép cam. Mình sẽ mua ép cam. Ấn vào. Nó. Nó, các bạn thấy không? Nó nói chữ thank you, có nghĩa là cảm ơn mình đã mua nha các bạn. Đấy, cái máy tự động nói luôn. Đấy, có pin là nó hay chỗ đó nha các bạn. Đó. Nha, ví dụ nha, bây giờ mình không bỏ đồng xu vào. Mình không bỏ đồng xu vào, mình ấn thử cái đường nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Không được nha các bạn. Đó, nó có tính năng là giống như mình không bỏ đồng xu vào là nó sẽ không cho mình mua nha các bạn. Giống như là máy thật ngoài đời nha các bạn. Mình có bạn không bỏ tiền vào thì ai cho bạn nước đó, ai cho bạn mua nước đúng không các bạn? Đấy, bỏ tiền vào mới được. Đấy, không được không? Giờ mình sẽ tiếp tục bỏ vào. Đấy. Đó, bây giờ tiếp tục mình uống nước ép táo. Đây, ép táo vô. Đó, gọi thấy không? Nó sẽ sáng đèn nha. Đó. Nó nói chữ gì đó mình không rành lắm nha các bạn. Tiếng Anh mình hơi dở đấy. Rồi cuối cùng mình muốn mua chẳng bốn lon luôn. Bây giờ mình sử dụng một đồng nữa nha các bạn. Mình bỏ vô, mình mua nước ép cà rốt nha các bạn. Ok, nước ép cà rốt hen, ấn mạnh vô. Đó, các bạn thấy không, là lon nước sẽ rớt ra cái này nha các bạn. Nó rớt cái này nha. Đó, các bạn cứ việc lấy ra thôi. Đấy, sản phẩm này hay chỗ đó các bạn. Đấy, đó, khi mà giả sử như máy các bạn bán được nhiều nước rồi á,
thu được nhiều tiền rồi, bạn lấy tiền ra bằng cách nào? Đây chính là ngang quanh hông này nha các bạn. Này ngang quanh hông này chứa tiền nha các bạn. Đấy, các bạn nhớ lấy tiền ra nha. Khi nó đầy rồi các bạn nhớ lấy tiền ra nha. Lấy tiền ra để mua nước mới bỏ vào tiếp nha các bạn. Đấy. Đó, lấy ra. Đó, lấy ra. Đấy. Thấy chưa? Khá là hay luôn nha. Đấy. Cái mẫu này thì mình thấy nó hay ở chỗ là nó có pin các bạn. Có pin hay có tiếng nhạc với đèn. Đấy, cái tính năng của nó thì nhìn chung cũng tương tự những mẫu không pin không đèn thôi nha các bạn. Nhưng mà cái mẫu này mình thấy được cái là nó bự hơn các bạn. Và mình cầm cầm nó nặng hơn rất là nhiều nha các bạn. Đấy. Các nhìn thấy đẹp không? Đó, từng tính năng của nó không? Đó, từng cái nút đó nè. Nè, đây là cái nơi bỏ cái đồng xu, đồng tiền vào nha các bạn. Có chữ Lock in into nha các bạn. Đấy, mười. Cái động hình con voi nha các bạn. Nhìn rất dễ thương nha. Đấy, đây là nơi chúng bạn sẽ lấy nước ra. Đấy, và đây, chúng ta trên nơi chúng ta sẽ lấy đồng tiền ra nha các bạn. Các bạn đẩy lên, các bạn đẩy lên, gỡ nó ra. Rồi lấy ra được, nhưng mà rất là đơn giản luôn nha. Đó, nhìn khá là đẹp nha. Đấy, ok. Rồi, ok. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để ủng hộ mình nha. Các bạn muốn tham khảo này hoặc sản phẩm khác, hoặc là tham khảo một số sản phẩm khác thì mình có để link ở dưới phần mô tả, các bạn cứ vô vào link ở phần mô tả là sẽ thấy nha các bạn. Đấy. Rồi, ok, video clip mình ở đây là kết thúc nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau nha.